nhận ra đồ ăn vặt của bạn Thanh Văn rồi thầy ạ. Thầy nhìn bạn đi này, vừa nãy rõ ràng em và em thấy bạn ấy có một cái nhẫn đeo tay, bây giờ không thấy. Thưa thầy, cái vòng này đáng ra là nó đầy ở đây nhưng bây giờ mất hai viên rồi. Như vậy cái vòng cổ này, cái vòng tay này, cái vòng tay này nữa của bạn ấy có vấn đề áo chứ bạn nhé. Hóa ra nó là kiểu một cộng một bằng hai. Sao giờ này Thanh Văn vẫn chưa thèm đến nhở? Tí mình sẽ mép gì ạ. Sao hôm nay á, cậu có gì lạ lạ ấy? Có gì lạ đâu, tớ vẫn như mọi ngày. Ôi dồi, vòng cơ à? Vòng tay, vòng cổ, nhẫn, cùng một viên kim cương luôn. Thì là có điều kiện có khác không? Thôi, đừng có cứ nhúng nhẽ nhúng nhính nữa. Mẹ tớ, vòng của tớ chứ không của cậu đâu. Nghe vào tay của tớ thì tay của tớ muốn làm kẹ tớ chứ. Chả cậu, cậu tớ làm gì cậu? Thầy đến rồi đây. Chúng em chào thầy ạ. Nào các em cùng làm bài kiểm tra. Lại kiểm tra chán chết nên được ý. Suốt ngày cái thầy đến một cái là kiểm tra. Chán thế. Lưng gừ gừ chân chân. Lại cứ chọc vui gì thế. Bạn bảo gì đấy? À không có gì. Tớ chỉ khen vòng của tớ đẹp quá thôi mà. Thầy ơi thi đi thầy ơi. Em thưa thầy, lưng của bạn Mai bị sưng với thầy. Thế á? Lưng của em bị sưng ạ? À? Em thưa thầy, em không bị sưng. Thế sao bà Băng bảo sưng? Thưa thầy, em không bị sưng, lưng của em vẫn bình thường lắm. Em không bị sưng thầy ạ. À? Đấy là... Bạn Mai, quay lưng ra đây cho thầy xem nào. Thưa thầy, lưng của em không phải bị sưng. Cứ quay ra đây, thầy chưa rồi. Thầy xem, không thì em nói dối thầy ạ. Không thầy ạ. Cứ mở ra cho thầy xem. Em đã bảo nó hộp không mà thầy không tin em. Nằm quay tăng kia đừng có nhìn tớ. Thầy nhìn đây này, làm gì có gì ở trong này. Em dốc lên thầy xem. Này bị dốc rồi thầy. À. Thầy chuyện. Thầy ơi, bạn ấy mang bom đến lớp kìa. Mang bom kìa, thầy phải phạt nặng bạn ấy mới được. Bom đâu mà bom, bạn chẳng biết cái gì cả. Thầy ơi, đây là nước uống tăng lực đấy. Thầy ơi, em tặng thầy luôn, thầy đừng hại em nhá. Em tặng luôn, nhá, thầy nhá. Thôi thầy, thầy không cần đâu. Muốn ra hôm nay em đánh đây. Thế thầy tịch thu cho em thi nhá thầy nhá. Không, em ngồi đấy xem bạn mang thi. Sao lại thế hả thầy? Em mắc hai tội sai, một là tội nói dối, hai là tội mang quà vặt vào trong lớp. Ghé vào hôm nay tay đời trời. Trời ơi, cứ ngồi đấy mà khóc à. Mà xem thi nha. Mười đời, ai mà lại mang quà ăn vặt trong lớp một cái lo ô nhiễu như thế chứ. Cậu quá đáng lắm nhá, nếu cậu không nói thì thầy là không phát hiện ra. Ô thì cậu mang vào lớp thì tôi chẳng phải thương thầy ạ. Sáng sướng là tôi được ngủ, cậu ngồi đấy mà làm bài. Này em ơi, trên này ngủ bật thế. Mưa gì mà mưa, ai giống mưa. Em thưa thầy, em nhìn thấy mồm của bạn Thanh Băng nhóc nhé. Hình như bạn ấy cũng ăn đồ ăn vặt trong lớp thầy à. Bạn Băng, quà vặt của em đâu? Ừ, em có ăn đâu, thầy có nhìn thấy quà vặt trên người em không? Thầy ơi, để em khám cho. Ừ, đúng là không có thầy ạ. Cái vòng này đáng ra là nó đầy ở đây nhưng bây giờ mất hai viên rồi. Như vậy cái vòng cổ này, cái vòng tay này, cái vòng tay này nữa của bạn ấy có vấn đề gì ạ? Thầy để em nhìn xem nhá. Mặt tay này không bạn dơ thôi. Thầy ơi, đây đích thực là kẹo cao su dùng hình quả dưa hấu thầy ạ. Thầy để em ăn thử mà xem nhá thầy nhá. Thầy đây chính là kẹo cao su hình quả dưa hấu thầy ạ. Đấy bạn ấy là ngụy trang thành cái vòng thầy nhá. Đây nữa này thầy ạ. Đấy không tin thầy hỏi bạn ấy mà xem. Bạn Thanh Băng có đúng thế không? Dạ.
đúng ạ. Cả hai bạn không thi cử gì nữa. Em tháo, hết. Em tháo hết kẹo rồi để nó lên bàn cho thầy. Rồi cả hai em xuống gặp cô tổng phụ trách cho thầy. Tớ tháo giúp bạn nhá. Ui giời ơi, không ngờ cái vòng của cậu lại đẹp thế. Hóa ra nó là kẹo. Thầy ơi, thầy nhìn lại con chưa? Tí thầy cho em một cái thầy nhá. Không, vừa nãy em cắn thủ rồi con gì. Thầy cho em cái công em. À, công em kéo ra cho bạn ấy đấy thầy ạ. À. Không.